Ok. Chung Ok xin chào tất cả anh em đang có mặt tại Chung Games Mobile để có thể xem video này anh em nhé. Thì hôm nay mình sẽ test thử luôn những con tướng vừa mình mở được. Còn mình điểm danh hôm nay ngày thứ 8 chơi con này thì mình mở được con có tên là Andvari. Ngay lập tức là vào test tướng luôn cho anh em xem. Không có lằng nha. Mình có một cái điểm gọi là khác người ở cái chỗ là test tướng thì mình vẫn đánh hạng. À có một cái này nha. Cái này là anh em sẽ mở được 3 phần quà, sẽ chọn được một trong 3 phần quà này. Nhưng mà muốn hết thì chúng ta sẽ xem video một chút. Video nó cũng là video của Facebook thôi. Đi lặp lại mà. Ngắn có 12 giây thôi. Đấy, xin lỗi. Anh em cố xem video một chút để nhận được phần quà để cái mảnh phù lúc thì nhận tiền lúc mạnh mở cái mảnh phù văn thì chúng ta có thể nâng cấp được cái bảng ngọc của chúng ta đấy, nó sẽ khỏe hơn. Xem video thì có mất 12 giây thì không có nhiều. Ok rồi. Đây là nạp tiền vào sẽ nhận được hai cái bộ trang phục này khá là đẹp, nhưng mình nghèo không có tiền phải chịu thôi anh em ạ. Bây giờ mà ra trang phục của Hattori là mình cũng bất chấp, gọi là không có tiền thì mình cũng phải lấy bằng được cái trang phục của con Hattori quá đẹp, trong khi đó mình còn on champ con này nữa. Đây mình sẽ cho xem anh em xem cái bảng ngọc của mình. Bảng ngọc của mình có 36 thôi, chưa đủ để tăng cấp, 12.000 mới đủ. Bạn bè này. Ok. Anh em có thể nhớ in game của Chung Ok đây. Chung Ok ID đây, SG125609713. Thì anh em mà có anh em muốn giao lưu với mình, cùng leo danh với mình thì có thể kết bạn. Hay hoặc là anh em có thể để in game ở phần dưới comment, mình sẽ trực tiếp kết bạn. Chúng ta sẽ cùng leo danh với nhau anh em nhé. Ngay lập tức thì mình sẽ vào một trận rank chiến luôn. Test tướng luôn anh em. Không có lằng nhằng. Dám ba tội gì. Ok. Đây rồi, con tướng mới đây rồi. Một vị tướng đi top. Một vị tướng tank đi top. Hồi phục à? Thôi mình sẽ lấy full tank. Chơi vị tướng hay full tank luôn. Xem nào, sẽ lấy một cái tốc biến này. Và một cái thiêu đốt đi, cái cháy. Thiêu đốt thì ở đây là gọi là cháy, còn tốc biến thì gọi là trượt. Thôi thì người ta gọi sao người ta đặt sao mình gọi vậy thôi. À con AD đi rừng, S5 đi rừng là thiếu AD rồi đây. À đâu, AD S2 mình nhìn lộn đấy. Nhìn chung thì team cũng khá là ok. Tesla cũng là một vị tướng tank. Mình có vị tướng tank, hai tank, hai đam. Một phép Morgan là phép thì phải. Có vẻ ổn. Team bạn thì có uầy. Hattori Masari top 2 Lào à? Có vẻ ghê này. Loki, Lin, Takeko, Belaro, Belona. Lượng sát thương của Belona gây ra phải nói là cực kỳ nhiều. Xem nào. Sát thương điều khiển. Nên dùng mana này nha. Ok, test luôn cho anh em xem. Con này cầm hai cái búa tạ trông rất là chùy. Thanh niên là người lùn hay sao ấy.
Trông rất là truy luôn. Em vào đây làm gì? Giúp rừng. Không biết là giúp rừng hay là ăn luôn đây. À, hay quá. Ui, trâu quá. Trâu quá. À, đánh một đánh hình như là 3-4 đòn gì ấy. Sẽ có một cái phát choáng. Đấy là trong trường hợp chúng ta đánh được. Gấu à? Gấu trông vui tính đấy nhỉ. Cái lượng sát thương mà chiêu một gây ra không phải là nhiều. Gấu vào đây. Hai đánh một này, không chột cũng què. Thôi thì mình cứ gấu có chiêu hồi máu này. Nào cơ hội mình sẽ test tướng cho anh em xem con này. Úi giời, lốc gió tưởng thế nào chứ. Vào đây mà chơi này. Này, bay vào đây. Tưởng thế nào chứ. Xem nào, cái trưởng hai là cái gì. Hết máu rồi, nhạt quá. Hết máu rồi, không tự tin lắm. Khi lao lên giao tranh. Thôi, nó ra đây nó hít kinh nghiệm của mình nữa. À, gấu hình như là trang phục cái sao ấy. Cái con này mình nhìn quen lắm. Cái lượng đam mà con đi rừng của mình gây ra nó khá là lớn. Khá... Ôi! Lộ nó ấy. Ừ, xin lỗi anh em nhưng mà pha mù mắt đấy từ trung ok. Mình quả mình định ấn cái sát thương thiêu đốt này. Nhưng mà ấn nhầm luôn cả cái tốc biến nữa. Đâm ra là một hy sinh một cái mạng nó khá là gọi là vô ích. Rất xin lỗi anh em. Có lẽ mình sẽ cộng mắc trường 2 đầu tiên để hồi hồi chiêu nhanh hơn một chút. Lợi combat mình là một vị tướng tanh mà cái sát thương gây ra thì cũng không cần nhiều lắm đâu. Chết rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ui, cấp 4 rồi. Thôi thôi thôi, té té. Con này đẩy được này, cái chiêu 2 đẩy được, có thể insert về trụ này. Được rồi. Xin lỗi về cái pha mù mắt vừa rồi. Trận này mình sẽ cố gắng cống hiến một cái trận đấu ổn áp, thật là chất lượng để gửi tặng anh em. Ha, anti. Hay quá. Hay quá. Tao có... Các bạn có tin tôi là tôi có anti phát là tôi insect cho anh em xem không? À, tôi có tốc biến cái tôi insect cho anh em xem luôn. Không lằng nhằng cả cân hai. Hai thằng lông giòm. Hai thằng lông giòm này. À, trượt rồi. Gáy hơi to. Thôi được rồi, mình sẽ không gáy nữa. Bao giờ làm được thì mình hạ mới đấy. À, cái này trường quay. Trường này hình như là gây sát thương này. Cái lượng đam sinh ra của con này khá là ít. Chắc là phải có đồ thì mới tanh được chứ, thấy tanh hơi yếu. Thôi coi, sẽ đánh thủ thủ một tí. Chứ đánh này anh em comment anh em chửi tôi chết. Vít hai mạng rồi. Không sao cả. Hai đánh một cái này chết không chứ. Combo thì độc đi vào lòng đất. Ui giời. Ui giời. Đánh nó em ơi. Thôi thôi thôi. Đi về. Con gấu này. Hình như con gấu này cũng là một cái vị tướng tanh thì phải. Xem nào. Lin. Đây rồi, thẻ. Hình như cũng là một ô. Mình sao mình không thể qua tường được cái vợ. Cái chiêu 2 này không thể qua tường được anh em ạ. Làm sao? Làm sao? Hay quá. Hay quá. Hay quá, quả ấy đẹp chưa anh em? Quả ấy lại không đẹp nữa thì còn cái gì đẹp nữa bây giờ? Dừng ra gành rất đúng lúc tôi biến về. Giờ này tôi biến về. Nhây quá tí phít anh em không gánh nổi. Đường bốt đang rất là xanh. Đây là một cái trụ này. Hai con đi. Ui dồi ôi, Hattori top 2 Lào đánh có vẻ ổn này. Đánh có vẻ ghê đấy.
Ghê phết anh ạ, không nhận được. Chết rồi. Ôi mít 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 mít. Tao đố mới ra dám ra gành AD tao bây giờ nữa này. Bây giờ tôi đố bạn dám ra gành AD tôi nữa này. Bắn nó em ơi. Hay quá. Hay quá. Bắn nó em ơi. Dạy. Tưởng thế nào chứ. Tôi chết tôi rồi. Team bạn cũng khá là ok, không giống vừa đâu. Lượng đam mà sinh ra từ Bellona rất là ghê. Cái nhiệm vụ của mình thì mình chỉ biết tanh thôi, mình không biết làm gì hơn nữa. Chỉ biết lao đầu và nó đỡ đòn các bạn ấy thôi. Con này không biết là lên đam có khỏe không. Hai chiêu sát thương, toàn là sát thương thôi. Nhưng mà mình lại lên tank. Nếu mà có cơ hội thì mình sẽ lên con tướng là lên sát thương xem mà thử xem khỏe không anh em nhé. Lên tank cái lượng sát thương gây ra cũng gọi là ổn này. Gọi là ổn thôi. Chưa phải là nhiều. Ui ôi cái chiêu một. À còn có con cún, có con cún. Có con cún. À, hay quá, hay quá. Vào đây. Đúng rồi, có con cún này, top 2 Lào này. Này thì top 2 Lào này. Này thì top 2 Lào này. Top 2 Lào với chúng tôi này. Hataro có một cái điểm yếu là một combo, nó chỉ dùng được một combo một lúc thôi đúng không anh em? Nhưng mà đổi lại, nếu mà sốc đam mà không chết thì bạn ấy sẽ chết ngược. Vì vậy tôi khuyên anh em một câu chân thành là chỉ nên sốc những cái con bị tướng gọi là máu giấy thôi. Con này yếu yếu xíu ấy. Này dăm ba cái thằng này nó vào đánh tôi anh ạ. Đuổi gì. Nếu mà anh em sốc không chết thì anh em có rất có nguy cơ gọi chết ngược. Nên là khi sử dụng cái tướng Hattori thì không nên bắt những vị tướng tay. Quái bạn ấy sai lầm kia, bạn ấy dình dình đến mình bắt luôn bạn đấy rồi chứ không phải bạn ấy bắt mình nữa. Cây bao ba ngay có gì đâu mà test tướng chung ok là cái chuyện nhỏ. Ok bắt tiếp này anh em ơi. Ui đời anh em đâu hết rồi, anh em đâu hết rồi. Đây rồi, có cún, có cún. Có cún. Ui giời, ui giời, ui giời. Gì đấy? Sợ thế. Giữ vậy sao chơi? Giữ vậy sao chơi? Đại khai sát giới cơ. À có cún. Tưởng top 2 Lào thế nào chứ hóa ra là cũng là top 2 như nào. Tưởng top 2 Lào thế nào nhỉ? Này thì đi đâu bây giờ, đi đâu được bây giờ nữa. Này thì tanh này, úi giời thôi chết tôi rồi. Rất may mắn chung ok vẫn còn sống. Mình cũng ghê phết chứ đùa. Mới vừa trận này MVP. Rất có thể nha. Tesla là cũng hơn mình luôn, Tesla hơn mình rồi, không MVP được đâu. Bình thường thường những cái trận mà mình test tướng mình chơi rất là cẩn thận. Nhưng mà cái trận này hai thằng nó hấp diêm mình ngay từ đầu. Là đầu feed có 2-3 mạng rồi không sao cả. Gỡ lại ngay tội gì. Đấy, anh em mà đánh những vị tướng tank thiên về combat nhá. Thiên về team đi đâu anh em đi đấy. Ôi giời ôi Hataro Nizozo cái giáo gì đấy. Top 2 Lào. Một cái pha có anti mà mù mắt vào đánh cả ông định cân ba. Ông yếu ông nổi ra gió. Thì chứ ông chết là phải rồi. Ông chết là không có một cái tội tình gì nữa rồi. Đánh ngay vào vị trí của cái con này. Còn một con gọi là Bazon đi.
Tạm gọi là Bazon trước khi mình chưa biết tên con này là gì. Không có một cái tụi cả Lin để trộm kìa. Dám ba cái con này lại còn dám để trộm trụ mình nữa chứ. Cho hẹo luôn bây giờ này. Ê, đánh nhau làm tí trao đổi chiêu thức. Hình như là rừng có một thằng rừng của họ ở đây phải. Không có. À, hay quá, hay quá. Chạy đâu chết nắng nha mày. Tôi hỏi bạn là bạn chạy đâu chết nắng bạn ơi. Hay quá. Hay quá. Hay quá. Hattori ra nhưng mà không kịp. Làm sao? Ôi trời ơi. Đánh rừng mình không ăn lại kìa. Mang tiếng sắt thích khách. Không lại thằng AD. Top 2 Lào tưởng thế nào chứ. Tưởng bạn cái top 2 Lào thế nào chứ. À hay quá. Cái này là cái gì mà có thể đóng băng được trụ ấy nhỉ? Thôi, em xin anh. Anh bay ra như một vị thần ấy. Nào, giờ đây. Tôi tiếp các bạn. Ui dồi. Hattori. Vào đây, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Tưởng thế nào chứ. Samba. Không có một tuổi với kiểu chung ok cả. Rất xin lỗi các bạn Hattori top 2 Lào nhá. Tưởng thế nào chứ 37 thế này. Gặp mình đánh cho như con này thì tội gì. Ok đúng không anh em. Không một cái tội cả. Team bạn đang thua một cái cách gọi là chóng vánh. Ui giời ơi tôi chết rồi. Rừng bị kết liễu rồi. Hình như là mình gần lấy một đường tìm họ. Anh em cố gắng lấy thật một đường thật là sớm. Anh sẽ có cơ hội gọi là thắng cao hơn. Cái vị tướng mình đang cầm DSP cũng được này. Hay quá. Ôi trời ơi, vào tanh luôn cho anh em đây. Vào tanh luôn cho anh em đây. Ô thôi chết rồi anh em đâu rồi. Ô, nhờn. Sao thằng ranh ngáo ấy nhỉ. Nói thằng ranh ngáo thật ý. Cái lúc mà mình đánh thì ông chạy. Cái lúc mình tôi chạy thì ông lại lao đầu ông đánh. Ông biết ông có chơi đồ không. Không biết ông chơi gì không mà ngáo quá trời luôn. À đây. Ui trời ơi. Lượng đam và rừng của tôi sinh ra gọi là quá là nhiều đi solo 2AD. Ra ô. Ra bắt mid kìa. Đùa chứ để mất trụ này là chết đấy. Chết dở rồi. Chết dở. Hai cái thằng lom rom này. Double kill cho bạn kia hình như có một cái lượng. Dù bạn ấy là tank nhưng bạn vẫn có một cái lượng đam khá là lớn. Nhiều đam hơn mình. Mình thuần tank rồi. Đam mình sinh ra không được nhiều lắm. Nhưng mà cái con tướng này mình nhận thấy là tank hợp lý hơn. Nhưng mà sát thương anh em không chống chịu thì rất có thể sẽ hẹo sớm. À gấu à. Gấu à. Gấu này. Này thì gấu này. Gấu phết đấy. Cũng gấu phết đấy. Đồng đội không chẳng ke. Hay quá. Hay quá. Đồng đội tôi đâu rồi. Đồng đội mình không thèm ke luôn à. Hay quá. Hay quá bắn nó đi em ơi. Đúng rồi. Bắn nó. Gấu tanh chỗ phết đấy. Không dạng vừa đâu. Gấu vừa có đam vừa có tanh. Chỗ phết đấy. Nhưng mà mình có cái lợi ở cái chiêu 2. Nên là vì sao vừa mới chơi mình đã bảo anh em cộng mắc chiêu 2 trước rồi. Mình đang có một đường. Cơ hội thắng của mình sẽ cao hơn do các bạn ấy.
Cứ từ từ thôi anh em ơi. Cái lượng đam mình không sinh ra không được nhiều, nhưng mình có chiêu 2 là insect các bạn ấy về và làm các bạn ấy mất một khoảng 1-2 giây gì đó không đánh được. Chết rồi. Team của mỗi mình trông ok thôi. Quả ấy không đi bảo kê thằng rừng. Quan trọng nhất thằng rừng ấy, yếu nhất bạn rừng luôn. Rừng chết là cả một vấn đề đấy. Lại ra chiến với con gấu này. Đấy, lại phải ra chiến con gấu này. Bắt nó. Bảo không bắt được nhá. Ui dồi ôi, không tay à. Tầm này mình bị solo AD vẫn không ăn được đâu. Xem nào, ui đầy đầy cả đàn luôn anh em. Thế này rất lợi trong combat này. Cực kỳ lợi trong combat luôn. Hay quá. Hay quá, hay quá. Định đẩy top của mình này. Ok, hay quá. Hay quá. Đứng lại. Chết rồi. Đâu rồi? Ui giời, lăn lăn quỷ này. Lăn lăn cái gì, sát thương thằng nhiều phết đấy, không giọng vừa đâu. Thôi, chết rồi. Tìm bạn nó bật lại cây gây 3528 rồi. Ok này. Anh nói em ơi. Chết ngay, tội gì. Không có một cái tội gì cả. Đấy, thấy anh em thấy không? Khi mà anh em có một đường phát các bạn, lính của mình lính xấu cấp mà, các bạn phải về đép nhà ngay. Không còn thời gian mà đi đẩy đường hay đánh nhau nữa. Lúc cái lợi thế của anh em sẽ rất là nhiều. Mà khi mà anh em đã có hai đường rồi, chắc chắn phần trăm thắng của anh em là rất cao. Nên là chú ý, game này là một game đẩy trụ anh em nhá. Không phải là một game giết người, không phải game đánh nhau, một game đẩy trụ. Ok này bạn ơi. Thằng kia đi vé thì nói. Ui giời ơi ông. Không dựng cái sát thương mà chúng ok nhận vào rồi. Rất là ít, bởi vì sao mình đang rất là cứng rồi. KA 5-4-11. À, tôi chết tôi rồi. Thằng ô này. Bánh mình. Bánh mình. Không mất máu anh ạ. Nhìn thấy mình mà phải đi về thôi. Đấy. Những cái đàn lính ở bên dưới đẩy lên liên tục. Liên tội. Bạn này đép rất là khổ luôn. Này thì top 2 Lào này. Hay quá, hay quá. À, hay quá. Ôi, cứ lùi về đã. Sao phải vội. Sao phải vội anh em. Sao phải vội. Chết ngay. Không có một cái tội cả. Hay quá. Hay quá. Tưởng thế nào. Tưởng thế nào. Bốt kìa. Bốt kìa. Đi. Thằng A. Thằng A kia kia nó bị đù à? Hay là bị đuôi? Rồi nó như thế kia mà không biết đường đẹp. Đẹp nó vài em ơi. Có con lợn ở trong này này. Hình như có con lợn trong này anh em ạ. Chết rồi, AD lại ngáo rồi. Gặp phải một chú AD ngáo rồi. Rất là ngáo đòn. Nhìn mình, ui giời, thôi chết tôi rồi. Thằng này sốc cho phát là chết luôn chứ còn gì nữa. Nào ra đây mà sốc tao. Thằng AD ngáo. Lên cao quá, nhìn nó biết rồi. Ra hỗ trợ đồng đội cái. Xem là có thể cứu được bạn này không. Hay quá, hay quá. Ô kìa. Sống kìa. Đỉnh cao. Người ta gọi là đỉnh cao. Ra hỗ trợ cho bạn ấy về. Bạn ấy không về được thì vớ vẩn tôi cũng nằm ở đấy luôn rồi anh em ơi. Dù sao một vị tướng tanh nhưng mà 4 đánh 1 thì không chột cũng quẻ. Cây đi 5-5-13. Ui. Hồi sinh những gần 1 phút cơ. Ăn được, ăn được, ăn được. Ui ơi.
Gấu trâu ghê nhỉ. Vé rút lui ông ơi. Rút lui ông ơi. Tính cách nó bắt cái kìa. Đừng ngáo nữa, cái thằng này nó đã ngáo đấy, lại cứ độc ra và chết rồi. Thằng này nó chơi kiểu gì không biết nữa. Thấy nó chỉ ra và nó chết thôi. Thôi 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 thôi, ông đi về tôi nhờ. Mất một đường giữa rồi. Chết rồi. Trận đấu này cũng rất là không ổn áp như mình nghĩ. Giờ phải đẩy thẳng thôi. Phải đẩy thẳng tấn công giữa. Ra đây bắt tàu này. Đây 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 đây, ăn 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 ăn. Ăn thôi chứ còn gì nữa. Đúng rồi, AD bắn rất là lực. Ăn con này nó cho anh em một lượng sát thương rất là nhiều luôn. À, con lợn. May mắn diệt được nó rồi, đánh tiếp em ơi. Đánh tiếp em ơi, thôi đi về. Tí nữa em nằm luôn anh em ạ. Thắng rồi chứ còn gì nữa. Thế này là game này win rồi chứ còn gì nữa. Bây giờ xem nào. Lin lại gặp gấu rồi. Vợ Lin ăn được gấu, không biết pha này sao, chắc chắn nó sẽ ăn được luôn. Chắc chắn nó sẽ ăn được. Gấu tội gì. Giờ AD tôi xanh rồi, gấu tội gì đẩy giữa anh em ơi. Phải đẩy giữa để cho hòa trụ nó, chứ nó có lính siêu cấp đánh đau lắm. Không lại được đâu. Nhờn nhờn là thua đấy. Đẩy ngược về. Mình đâu đẩy rất là khổ. À, anti có một lượng sát thương không phải dạng vừa đâu anh em ạ. Đấy, cứ đàn này đàn khác đẹp khổ lắm chứ. Anh em tôi đã, ui, anh em tôi đẩy được hai đường rồi. Nhưng mà vẫn phải phòng ngừa cái đường này anh em ạ. Win luôn càng đẹp này. Không anh em nó bị bắt. Ôi giời ơi, win rồi. Ok nhá. Nếu mà anh em quan tâm có thể cho mình xin một lượt like và subscribe. Nhấn chuông thông báo để có thể nhận được những video mới nhất mà Chung Game Mobile ra hàng ngày anh em nhé. Cảm ơn anh em đã xem video.